Chào các bạn, hôm nay mình sẽ ngâm rượu bưởi. Bưởi mình đã hái sẵn, gọt vỏ ra. Để ngâm được rượu bưởi đúng cách, có mùi vị thơm ngon đặc trưng, các bạn nên chọn bưởi chua. Vì bưởi chua dễ lên men và chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn. Nếu thích ngọt, khi ngâm có thể cho thêm đường để giảm cái độ chua của bưởi. Khi ngâm rượu bưởi, các bạn nên cách vài ngày, mở bình ngâm ra, đảo các lớp bưởi lên. Sau khi ủ được 30 ngày, các bạn nên bỏ cái phần bã, lọc lấy phần nước trong để uống. Nếu muốn rượu bưởi có cái vị the nhẹ, bạn nên gọt lấy cái phần vỏ xanh bên ngoài, không lấy vỏ trắng nha. Cắt sợi phơi khô hoặc là sấy để ngâm chung với muối bưởi. Vị the tùy thuộc vào số lượng vỏ bưởi nhiều hay ít ha. Mỗi ngày bạn có thể uống từ 1 tới 2 ly rượu bưởi nha, khoảng là 30 tới 60 ml để có tác dụng tốt nhất như là giảm cân, giữ dáng và duy trì sức khỏe. Mình có thể sử dụng đường phèn hoặc là đường cát. 4 kg thịt bưởi là 1,5 kg đường. Mỗi lớp bưởi là 1 lớp đường nha. Thường xuyên uống rượu bưởi đúng liều lượng sẽ có tác dụng lợi ích như là làm giảm lượng mỡ trong máu, nhuận tràng lợi tiểu, thanh lọc cơ thể, chữa nóng trong người, hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngừa táo bón, làm cho làn da mịn đẹp, giảm nám tàn nhang nha, hạn chế nguy cơ bệnh loãng xương nữa, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, tốt cho người cao huyết áp và các bệnh về tim mạch.